chị là Hoàng Thị Hường, chị đang bán hàng online. Thì trước đây răng của chị là nó bị thưa răng cửa ấy, mới lại bị sứt mẻ. Nói chung là mỗi lần cười là coi như là những khách hàng bỏ dính cái gì ở răng ấy là rất là ngại, thực sự là rất là ngại. Thế là mà nhìn nó cũng mất thẩm mỹ, nói chung là nhìn cười không tự tin ấy, nên là đôi khi mình cười nó cảm giác mình không thấy được xinh đẹp ấy. Cũng tìm hiểu chỗ này thì là do là cái đầu tiên là ở gần, thế là chị đến quyết định làm luôn. Chị đến một phát là chị làm luôn thôi, chị không không có hỏi han gì thêm. Trong quá trình làm thì nó kiểu nó có hơi có sự ê buốt thì cái đấy thì chắc chắn là có. Thế nhưng mà làm xong thì rất là thoải mái, bây giờ cười rất là tự nhiên đấy, cái màu răng nó cũng thật, nói chung là chị hài lòng. Ưng cái này chị cũng không để ý nữa, nhưng mà chắc tầm độ 5 7 năm rồi, mới đầu nó thưa nhỏ thôi, sau sau này nó cũng thưa nhiều hơn ấy, mới cả mẻ nhiều hơn đó. Chị không không dám cười, mà bán hàng là phải hay cười thì người ta mới có thiện cảm đấy, nhưng mà chị cũng ít cười. Thì mỗi một lần chị cười thì chị chỉ dám cười nhỏ nhỏ thôi, xong rồi cười phải cúi xuống này để người ta không 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 để ý quá cái vấn đề răng ấy. Tại vì thực ra thì răng chị nó cũng phải là không phải là quá xấu, nhưng mà nó bị thưa, thành ra nhìn nó già đi, nhìn nó không được xinh. Cái này chị nghe lâu rồi, nhưng mà chị chỉ sợ người ta mài nhỏ quá ấy. Nên là mình hơi sợ đến lúc mà cái răng mà nó chẳng may nó không nó kèm nó rụng ra thì chị để hơi ngại vấn đề đấy. Thế nhưng mà chị thấy là đến đây làm thì mài cũng bình thường thôi, cũng không không đến nỗi với nhỏ lắm đâu, nó chỉ vừa vừa đó. Lúc làm thì có hơi ê buốt một chút, do răng men răng của chị cũng kém thì chị hay cũng hay bị ê buốt, kể cả không làm chị cũng ê buốt, nhưng mà nó một chút xíu thôi, không đáng kể. Nó đều hơn, nó đẹp hơn, mặc dù thay đổi có 4 răng thôi nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp. Thì mọi người cũng chỉ bảo là đẹp, đẹp hơn nhiều đó, chụp ảnh lên thì mọi người cũng khen. Chị đến đây xong chị hẹn, chị gọi điện, chị hẹn và làm luôn rất là nhanh, chị không phải chờ. Không gian nhà mình rất là sạch sẽ, nhìn trang trọng đó, nhân viên thì thân thiện đó, vào cái là mở cửa, nói chung là chị hài lòng cả về dịch vụ lẫn cả cái răng của chị luôn.